Chào các bạn đến với kênh 365 và HA. Bài học hôm nay sẽ giới thiệu đến các bạn các thao tác về lưu, mở file Excel và nhập dữ liệu vào file Excel. Chúng ta sẽ thực hiện các thao tác để về tạo mới một file Excel, lưu file Excel, giới thiệu các thành phần về hộp tên, khối, thành công thức. Chúng ta sẽ nhập dữ liệu vào file Excel bao gồm dữ liệu chữ số và dữ liệu dạng ký tự. Chúng ta sẽ mở một cái file Excel đã lưu và chúng ta sẽ lưu lại cái file Excel đó với một cái tên khác. Sau đây, mời các bạn xem phần hướng dẫn chi tiết các yêu cầu trên. Hướng dẫn đến các bạn từng bước một. Bây giờ để tạo một mới một file Excel thì chúng ta làm như thế nào? Bây giờ các bạn thấy là mình đang mở một cái file Excel có tên là video 2. Như vậy bây giờ chúng ta muốn tạo mới một cái tập tin Excel thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Đầu tiên các bạn chọn file. Chúng ta chọn tiếp new. Ở phần new này các bạn sẽ thấy ở bên dưới phải nó có một cái biểu tượng là create, chúng ta sẽ chọn vào. Vậy các bạn thấy mình vừa tạo mới một cái bảng tính tên là book 1. Tiếp theo để lưu được cái bảng tính này thì chúng ta sẽ thực hiện những bước như sau. Đầu tiên các bạn chọn vào bảng chọn file và chúng ta chọn lệnh sale. Sau khi chúng ta chọn lệnh sale, chúng ta sẽ thấy một cửa sổ sale bật lên. Ở bước này chúng ta sẽ chọn thư mục ổ đĩa trên máy để lưu cái file Excel chúng ta lại. Tùy máy tính của các bạn có những ổ đĩa nào thì các bạn có thể chọn ổ đĩa đó, và lưu ý với các bạn là chúng ta sẽ không lưu vào ổ đĩa C vì ổ đĩa C là ổ đĩa hệ điều hành. Khi máy bị virus hay là bị lỗi thì nhân viên người ta cài máy lại thì cái tập tin của chúng ta bị mất, cho nên là chúng ta sẽ lưu từ ổ D, ổ E vân vân, và tuyệt đối là không lưu vào ổ C. Ở ổ D này các bạn, ví dụ ở đây chúng ta chọn ổ D và chúng ta sẽ chọn một cái thư mục nào đó, chúng ta sẽ lưu bài của chúng ta ở đây. Mình sẽ lưu vào thư mục Excel 2010. Thì chỗ này mình lưu ý với các bạn, chỗ này chúng ta rất là dễ nhầm lẫn. Ví dụ như các bạn chọn vào thư mục Excel 2010 thì ta cứ nghĩ rằng là ta đã chọn vào cái thư mục. Và tiếp theo ta sẽ gõ chỗ file name là cái tên của cái bảng tính. Tuy nhiên các bạn lưu ý, chúng ta nhìn lên trên phía trên chúng ta thấy là chúng ta vẫn đang đứng ở thư mục ở ổ đĩa D mà chúng ta chưa có mở cái thư mục Excel 2010 lên. Vì vậy nếu như chỗ này các bạn chọn lưu thì cái file bảng tính Excel nó lưu ở ổ D chứ nó không lưu được vào thư mục Excel 2010. Vì vậy lưu ý với các bạn là để mở cái thư mục này lên á thì chúng ta có hai cách, hoặc là các bạn nhấn đúp chuột vào cái thư mục đó, còn nếu như các bạn sử dụng chuột không quen thì các bạn có thể chọn vào thư mục đó và chúng ta nhấn phím Enter trên bàn phím. Rồi các bạn thấy là mình đã chọn vào thư mục Excel 2010, thì các bạn thấy phía trên cái thanh địa chỉ đây ta thấy cái tên cuối cùng là Excel 2010, cái tên thư mục ta cần lưu. Rồi lúc này ta an tâm chỗ file name các bạn sẽ đánh. Tên của cái bảng tính, và các bạn lưu ý là .xlsx là phần mở rộng mặc định của Excel 2010. Thành thử chúng ta đừng có quan tâm đến phần mở rộng, chúng ta chỉ việc lưu cái tên của cái bảng tính của chúng ta là được. Ví dụ ở đây mình sẽ lưu bảng tính này với tên là danh sách lớp em. Sau khi gõ file name là cái tên bảng tính cần lưu xong, bước cuối cùng là các bạn chọn vào cell. Thì các bạn thấy lúc mà chúng ta chưa có lưu á thì là nó là book1.xlsx. Còn khi sau khi chúng ta đã lưu rồi thì lúc này nó sẽ không còn cái tên book1 nữa, mà chúng ta sẽ thấy là nó sẽ đổi lại là cái tên là danh sách lớp em. Vậy mình vừa hướng dẫn các bạn hai phần. Phần thứ nhất là tạo mới một file Excel, phần thứ hai là lưu file Excel. Bây giờ tiếp theo mình sẽ giới thiệu đến các bạn các thành phần cơ bản.
của một bản tính Excel. Thì như ở video 1 mình đã hướng dẫn, trước khi vào nhập dữ liệu thì các bạn chọn ở góc bản tính và chúng ta chọn phông và cỡ chữ. Ở đây chúng ta sẽ chọn phông theo New Roman là phông chuẩn. Và tiếp theo mình sẽ giới thiệu đến các bạn hộp tên. Thì các bạn thấy hộp tên nằm ở góc trái. Khi mình di chuyển chọn các ô tính khác nhau thì các bạn thấy hộp tên nó thay đổi giá trị, nghĩa là hộp tên nó hiển thị địa chỉ của cái ô tính mà ta chọn. Ví dụ con trỏ của mình đang chọn ở ô B5 thì các bạn thấy hộp tên hiện B5. Bây giờ mình sẽ đổi sang chọn một ô khác thì các bạn thay đổi cái địa chỉ. Ví dụ đang ở C10 thì các bạn thấy hộp tên là C10. Rồi tiếp theo, thành phần quan trọng tiếp theo của bản tính là thanh công thức và khối. Bây giờ mình sẽ nói về khối trước. Khối là gì? Khối là một tập hợp, một ô, một hàng, một cột hoặc là nhiều ô. Như vậy các bạn thấy ví dụ ở đây mình chọn cột C như vậy, mình đã chọn một khối, các bạn thấy nó đánh dấu màu xanh. Hoặc các bạn có thể chọn một hàng, ví dụ mình chọn hàng thứ nhất đây thì nó sẽ đánh dấu. Và lưu ý với các bạn, khối mà các bạn thường làm nhất là chúng ta sẽ chọn các ô liên tục nhau phía trong bản tính. Ví dụ mình đang chọn một khối có địa chỉ là B3 đến D9 thì các bạn thấy cái khối này được hiển thị ở hộp tên là cái ô ở góc trái trên cùng đầu tiên của khối. Các bạn thấy là ở hộp tên đang hiện là B3. Như vậy tùy theo yêu cầu chúng ta có thể chọn một khối, hai khối, ba khối, nhiều khối, vân vân. Như vậy tùy theo cái yêu cầu bản tính, ví dụ yêu cầu các bạn chọn nhiều khối mà nó không liên tục nhau thì ta phải làm sao. Ví dụ ở đây mình sẽ chọn một cái khối là B3 đến C5, mình sẽ tô màu thử. Rồi bây giờ giả sử đây là cái khối được đánh màu vàng đây. Bây giờ mình sẽ chọn một cái khối khác, ví dụ mình vừa chọn khối D7 đến F10, mình sẽ tô một màu khác, ví dụ màu xanh. Như vậy một yêu cầu đặt ra là làm sao chúng ta có thể chọn đồng thời nhiều khối cùng một lúc. Ví dụ ở đây mình muốn chọn khối vàng rồi khối xanh nữa thì ta làm sao. Thì các bạn lưu ý, nếu như ta chọn khối bình thường á, đây mình chọn khối màu vàng, rồi sau đó sau khi mình chọn khối màu xanh đây thì cái khối màu vàng mình chọn nó đã bị mất. Vì vậy để chúng ta có thể chọn một khối, nhiều khối liên tục nhau thì chúng ta phải nhấn, các bạn kết hợp nhấn phím Ctrl trên bàn phím. Rồi bây giờ các bạn quan sát mình làm. Đầu tiên chúng ta sẽ chọn một khối nào đó, ví dụ mình sẽ chọn khối B3 đến C5. Sau đó các bạn nhấn phím Ctrl trên bàn phím và các bạn chọn tiếp khối D7 đến C10. Vậy các bạn thấy là lúc này mình sẽ tô một cái màu khác, các bạn quan sát nha. Đây thì các bạn thấy là mình sẽ tô một cái màu tím, thì các bạn thấy là hai khối này cùng được chọn vì đã cùng được tô màu tím. Tương tự các khối khác, các bạn cứ nhấn phím Ctrl thì chúng ta sẽ nhiều khối liên tục nha. Đấy, các bạn thấy mình chọn 3 khối cùng một lúc. Rồi tiếp theo mình sẽ hướng dẫn đến các bạn một cái thành phần quan trọng trong bản tính Excel, đó là thanh công thức. Bây giờ để nói về thanh công thức thì mình sẽ thực hiện một cái ví dụ như vậy. Ví dụ mình đang đặt con 4, mình sẽ gõ nội dung như sau: bằng 5 cộng cho 7. Thì các bạn thấy khi mà chúng ta gõ bằng 5 cộng cho 7 thì Enter thì chúng ta sẽ không nhận được kết quả ở cái ô C4 là bằng 5 cộng 7, mà chúng ta nhận được kết quả là đang hiện số 12. Tuy nhiên chúng ta nhìn lên trên thanh công thức thì đang hiện cái phép tính là bằng 5 cộng cho 7. Như vậy chúng ta có thể nói về khái niệm của thanh công thức là nó sẽ hiển thị nội dung của ô được chọn. Các bạn lưu ý ở đây mình nói là nội dung,
Các bạn thấy nội dung của OC4 là bằng 5 cộng 7 chứ không phải là 12. 12 là kết quả của phép toán bằng 5 cộng 7. Ví dụ một ô khác để các bạn dễ hiểu hơn, ví dụ mình sẽ chọn ô D6 bằng 5 nhân cho 4, enter. Thì các bạn thấy ở ô D6 lúc này là giá trị là 20. Tuy nhiên chúng ta nhìn trên thanh công thức thì đó là nội dung là phép toán nhân 5 nhân cho 4 thì kết quả là 20. Thì mình vừa giới thiệu với các bạn ba thành phần quan trọng nhất của bảng tính là tên, cối và thanh công thức. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn đến các bạn cách chúng ta nhập dữ liệu dạng số, dạng ký tự vào trang tính như thế nào. Bây giờ giả sử mình sẽ có một cái danh sách lớp, hay mình sẽ chỉ nhập vài bạn để các bạn có thể quan sát. Ví dụ đầu tiên là cái tên tiêu đề của cái bảng tính, ví dụ là danh sách lớp em. Phía dưới chúng ta chỉ cần hai cột cơ bản, thì các bạn cứ gõ giống như chúng ta gõ bên Word, chúng ta vẫn thực hiện gõ dấu như bình thường. Ở đây chúng ta sẽ cần hai cột là số thứ tự và họ và tên. Thì các bạn thấy cái chữ danh sách lớp em á, các bạn nhìn thì chúng ta thấy nó đã gồm hai ô A1 và B1. Tuy nhiên mình vừa giới thiệu đến các bạn về thanh công thức, thì để biết chắc ô B1 có phải là chữ lớp em hay không thì các bạn cứ chọn vào ô B1 và tên thanh công thức. Các bạn thấy ô B1 không có nội dung gì hết. Vì vậy chữ danh sách lớp em thật ra lúc này đây, ô A1 có nội dung là chữ danh sách lớp em. Vì vậy do là cái chữ danh sách lớp em nó không nằm được ở trong cái ô B1, nó phải lấn sang cái nội dung của ô, mình xin lỗi các bạn này, cái chữ danh sách lớp em nó nằm ở nội dung ở A1. Do nó không đủ cái hiển thị cho nên nó mới hiển thị qua ô B1, chứ thật ra là trong ô B1 không có nội dung gì hết. Ở một cái video khác mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để chúng ta tăng giảm khoảng cách giữa các cột các hàng này. Rồi bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ, các bạn thấy ở chữ họ và tên này mình gõ lỗi, thì như ở video mình đã hướng dẫn đến các bạn, chúng ta muốn chỉnh sửa thì chúng ta nhấn nút chuột vào và chúng ta sửa lại. Đây mình vừa gõ tên của 5 bạn học sinh chẳng hạn, thì các bạn thấy là tên của các bạn này khi chúng ta nhìn vào thì cũng tương tự như chữ danh sách lớp em, là nó đã, ví dụ bạn Đinh Dạng Hoàng Ngang là ô B3, tuy nhiên ta thấy là có cảm giác hình như là chữ Hoàng An nó đã sang ô C3. Nhưng để biết chắc là nó có chữ Hoàng An ở ô C3 không thì các bạn chọn ô C3, thì các bạn thấy là trong ô C3 không có nội dung gì hết. Chúng ta nhìn trên công thức. Rồi, như vậy mình vừa hướng dẫn đến các bạn cách chúng ta nhập dữ liệu vào trong bảng tính. Bây giờ mình sẽ phân tích để các bạn xem. Bây giờ trong cái bảng tính mà mình vừa nhập cho các bạn thấy đây, thì chúng ta gặp hai dạng dữ liệu cơ bản. Dạng dữ liệu thứ nhất là dạng dữ liệu dạng số. Các bạn thấy đây là những số 1, số 2, số 3, số 4, số 5. Và khi mình nhập vào thì các bạn thấy nó mặc định nó sẽ căng lề phải. Đây mình nhập số 6, các bạn thấy mặc định nó đã căng lề phải. Như vậy dữ liệu kiểu số ở trong Excel là gì? Là gồm các số từ 0 cho đến 9, dấu cộng, dấu trừ và dấu phần trăm. Rồi, dữ liệu thứ hai trong Excel là dữ liệu ký tự. Thì các bạn thấy chữ danh sách lớp em, chữ số thứ tự hay là tên các bạn học sinh là dữ liệu ký tự, mặc định nó căng lề trái. Thì dữ liệu ký tự là bao gồm chữ cái, chữ số và ký hiệu. Chữ cái
thì dễ hiểu rồi, ký hiệu cũng dễ hiểu rồi, nhưng mà chúng ta có khái niệm chữ số là như thế nào thì các bạn lưu ý là ví dụ đây là số 6, và bây giờ mình sẽ gõ chữ số 6 như thế nào. Bây giờ mình sẽ gõ dấu nháy và mình gõ số 6, mình enter, thì số 6 này ô B 9 và số 6 ở ô B 8. Tuy nhiên trong Excel nó sẽ hiểu số ở A6, A8 là số 6, còn ở ô B9 là chữ số 6. Đấy. Rồi. Như vậy mình nhắc lại, trong bảng tính Excel thì chúng ta có hai kiểu dữ liệu cơ bản là số và sau khi chúng ta thực hiện xong á thì chúng ta sẽ lưu cái bảng tính chúng ta vừa thực hiện, chúng ta sẽ chọn vào file Excel. Rồi. Bây giờ mình sẽ thoát cái file bảng tính danh sách lớp em này ra. Rồi, mình sẽ hướng dẫn đến các bạn cách mở file Excel đã lưu. Bây giờ mình vừa lưu cái file Excel tên là danh sách lớp em, bây giờ mình muốn mở cái file đó lên để mình làm tiếp cái công việc khác thì mình làm sao? Bây giờ các bạn chọn vào file. Hồi nãy lưu là chúng ta chọn vào cell, bây giờ chúng ta mở là chúng ta chọn open. Rồi. Bước tiếp theo, sau khi chọn open các bạn thấy là một cửa sổ của Excel có chữ open hiện lên. Thì ở bước này các bạn thực hiện hoàn toàn tương tự như khi chúng ta lưu. Bước 1 chúng ta sẽ chọn ổ đĩa, hồi nãy mình lưu ở ổ đĩa D thì mình sẽ chọn ổ đĩa D. Tiếp theo chúng ta sẽ chọn vào cái thư mục mà chúng ta đã lưu cái file Excel. Bây giờ hồi nãy mình đã lưu vào thư mục Excel 2010 thì mình sẽ mở cái thư mục Excel 2010 lên. Thì các bạn thấy trong này có cái tập tin Excel là danh sách lớp em. Thì các bạn có hai cách, hoặc là các bạn nhấn nút chuột vào cái tập tin này, hoặc là các bạn chọn vào nó và các bạn nhấn open. Rồi, như vậy các bạn thấy là chúng ta đã mở được cái file danh sách lớp em hồi nãy lên. Rồi, và cái ý cuối cùng của cái video hôm nay là mình sẽ hướng dẫn đến các bạn cách lưu lại file Excel với một tên khác. Mình sẽ phân tích với các bạn là lưu lại với một tên khác là như thế nào. Ở cái ý thứ hai là chúng ta lưu file Excel, nghĩa là chúng ta mở một cái tập tin mới. Chúng ta thấy phía trên cái tiêu đề của cái bảng tính có chữ bút 1, bút 2, bút 3 vân vân là chúng ta chưa lưu được cái tập tin Excel đó. Còn bây giờ mình hướng dẫn đến các bạn cách lưu một tập tin với một tên khác, nghĩa là ta đã có một cái Excel rồi, bây giờ mình muốn lưu lại với một tên khác. Nội dung y chang như vậy nhưng mà mình muốn lưu lại với một tên khác thì chúng ta làm như thế nào? Thì chúng ta sẽ, bước thứ nhất chúng ta sẽ chọn vào file. Hồi nãy chúng ta muốn lưu á, chúng ta chọn cell. Bây giờ chúng ta muốn lưu lại với một tên khác thì chúng ta sẽ chọn cell A. Rồi, ở bước cell A này các bạn chỉ cần đổi cho mình cái chỗ file name này lại. Ví dụ mình sẽ đổi lại thì các bạn thấy lúc này chữ danh sách lớp em mất đi và chỉ còn chữ sổ theo dõi thể lực. Vậy một câu hỏi đặt ra là cái file danh sách lớp em của chúng ta còn hay là mất? Câu trả lời là cái file danh sách lớp em chúng ta trong thư mục Excel 2010 chúng ta đó, thì chúng ta lúc này được hai cái file Excel. Một cái file Excel là danh sách lớp em và một cái file Excel là sổ theo dõi thể lực. Rồi, bây giờ ví dụ ở cái bảng tính sổ theo dõi thể lực này mình sẽ gõ thêm một cột nữa là cột ngày sinh chẳng hạn. Khi gõ ngày sinh thì mình lưu ý với các bạn về, nếu như chúng ta gõ theo dạng bình thường, ví dụ mình sẽ gõ là 05 12 2016 chẳng hạn. Enter. Khi chúng ta gõ
5/12/2006 ở máy chúng ta đang thực hiện thì nó hiện chính xác như vậy, nhưng mà đôi khi chúng ta cái file này chúng ta gửi đến một cái máy khác thì có thể nó sẽ hiện lại là 12/5, do cái định dạng ngày tháng năm của cái máy chúng ta gửi đến là cái định dạng tháng nó trước rồi mới tới định dạng ngày. Như vậy để tránh cái trường hợp này thì chúng ta làm như thế nào? Chúng ta trước khi chúng ta gõ ngày tháng năm, các bạn nhấy gõ dấu nháy đơn ở trên bàn phím. Cái phím dấu nháy đơn nó nằm bên trái của phím Enter. Các bạn gõ cho mình một dấu nháy đơn. Sau đó các bạn sẽ gõ, ví dụ mình gõ là 4/6/2005 Enter. Thì các bạn thấy lúc này cho dù các bạn gửi đi máy nào đi chăng nữa thì nó vẫn hiện là 4/6 chứ nó không hiện là 6/4. Tương tự, gõ các ngày tháng năm sinh khác thì các bạn nhớ lưu ý chúng ta sẽ gõ trước rồi chúng ta mới gõ ngày tháng năm sinh. Bây giờ mình sẽ lưu bài. Rồi mình thoát. Giờ mình sẽ mở lại file open. Chúng ta thấy trong cái thư mục Excel 2010 của chúng ta lúc này có hai cái tập tin Excel. Bây giờ mình lần lượt mình sẽ mở từng cái tập tin một cho các bạn xem. Mình sẽ mở danh sách lớp em. Thì các bạn thấy cái tập tin danh sách lớp em chỉ có tới số 6, số 5 Vũ Việt Anh là xong, không có cột ngày sinh. Bây giờ tiếp tục mình mở tiếp file open sổ theo dõi thể lực. Thì các bạn thấy ở cái bảng tính sổ theo dõi thể lực á, có cái cột ngày sinh vì mình chúng ta mới vừa gõ thêm vào đây. Như vậy video hôm nay mình đã hướng dẫn đến các bạn cách lưu mở file Excel, đồng thời hướng dẫn đến các bạn cách nhập dữ liệu và giới thiệu đến các bạn một số thành phần chính của bảng tính Excel gồm hộp tên, khối và thanh công thức. Vậy video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.